bạn tí này xả nó ra đây, nó thích gì nó đấy. Xin chào các bạn khỏe không? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Asu Vlog. Hôm nay mình đi chợ hàng, có ghi lại một số những hình ảnh rất là tuyệt vời ở khu vực bán những thú cưng, chó mèo cảnh và một số những cái con vật nuôi khác. Mời các bạn cùng theo chân mình theo dõi những hình ảnh tuyệt vời từ ngôi chợ hàng, chợ phiên nổi tiếng trong lòng thành phố Hải Phòng nhé. Chân ngắn, lông ngắn à? Lông ngắn. Đi cô lô exotic mà nó mặt tịt tay cụp lửng quay mặt ở đây nào, mặt tịt tay cụp lửng nhìn nhiều nước đang gần người rồi phối được rồi. Con này bao tiền chị? Con này bao tiền chị? Con này bao nhiêu tiền này chú? Con này 2.2. Con này 800. Con này con tốc. À con Nhật, con này chua. Con này chua. Nhật này chua 800. Mấy trăm mà. 800. Con này to không chú ơi? Con nuôi được. Ngay bên cạnh khu bán thú cưng, chúng ta lại thấy luôn có một cái cửa hàng và một cái cô người bán rất là nhiều quần áo của các em chó mèo. Rất là nhiều màu sắc, rất là xinh xắn. Hao cho các bạn chọn nhé. Ôi, xin lại bán nào ạ? Xin mua của cô luôn à? Xích xích rồi. 75.000 mấy 70.000. Đấy, em xem xích luôn đi. 75.000 mấy 30.000 được chưa? Rồi, rồi. Không có đâu.
đi qua khu vực bán chó mèo là cái khu vực bán gà cảnh. Ở đây có rất là nhiều loại gà, gà Sinama này, gà tre Thái này, gà Tân Châu. Có rất là nhiều loại gà đẹp các bạn ạ. Các bạn có thể thấy đây là những con gà. Đây là gà Thái này, đây là gà Sinama các bạn, gà Sinama nhỏ nhá. Con gà này chỉ bé thôi, bé như nắm tay của chúng ta thôi. Và nó có cái dáng đứng thẳng, rất là đẹp. Lo từ bé lớn nó chỉ có màu như này thôi, xong rồi lớn lên thì nó không phát triển lên thì màu nó sắc nét hơn, giống như kiểu gọi là gà là dòng này, gà gọi là bảy cá. Bên rồi là hoa mơ, hoa mơ ở cái hoa mơ đây không? À không phải hoa mơ đây, chúng mơ hoa mơ mà hoa mơ đâu mà? Hoa mơ đúng rồi, không anh. 700 đấy. 700 đấy. Gà này anh đóng hơi càng đẹp luôn. Gà này là gà trưởng thành ông ơi. Con gà này quất là gà 4 tháng. Vâng. Trưởng thành thì nó lên cái lông bươi chúa này, anh này, trông con gà đẹp. Con này đang lên lông bươi chúa đấy anh. Đây này anh này, hai cái sợi lông này, hai sợi lông này anh nuôi cho em tầm 2 tuần nữa thôi là nó cao lên, là ok luôn. Quay được cái là cái bầm cổ đấy, trắng tròn trắng này. Đây em con này. Đây nhà em đang cho thực phẩm này thôi. Vâng, thực phẩm đấy anh. Đúng rồi anh, gà ăn này nó khỏe mà nó bột. Cám có cả gạo nữa. Cám, gạo, thóc, rau đầy đủ hết. Đúng rồi. Thôi mô. Thôi hôm nay ông đẹp luôn. Con mà nó đậu ở trên kia. Đây là ba đây là bé này. Không không hẳn là cựa đâu. Nhìn là mặt nó. Con này của em nói thật với chị là được tầm 14 tháng. 14 tháng. Cái cựa này nó như móng chân móng tay mình mà mình có thể mình rũa ngắn đi được mà quan trọng cái mặt của nó. Con này là nó già mặt nó nhồng. Con này của em càng nuôi càng già. Tân Châu. Vâng, Tân Châu. Đây Thái đây chị. Đúng rồi chị, nó cong lên. Xòe ra như cái quả đây ạ. Vâng đúng rồi. Đây là cái tơ của em đây này. Cái tơ tầm khoảng 3 tháng, 4 tháng này. Thái này là tầm 6 tháng này. Thái kia trưởng thành này. Cái cái là đuôi nó cũng chẳng đúng lên này. Đúng rồi chị, gà nào, gà Thái mới xe la ba đuôi nó cũng được. Còn nó cứ cục xuống là không được. Cục xuống có thể là giống tre, hoặc là giống tân châu. Đây là tân châu. Tân châu mặt tôi. Đẹp à? Thử hỏi mỗi lần đi xem cho hỏi biết là ông ạ. Không biết gì đâu, nhưng cứ lần lần nhiều lần. Gà gà Thái trưởng thành thì bán bao tiền thôi anh? 300-400 một đôi. Đây gà Thái, Thái cong keo. Gà Thái. Tôi là 500 một đôi. Nó chỉ to bằng đây thôi ạ. Đúng rồi, không qua hết. Gà này, gà đấy. Gà cũng là gà cái mà gà trống nó to bằng con kia. Chị ơi, đấy là gà Thái Lan. Đây là gà Selama. Selama nó chỉ bé tí này. Selama tầm 700. Bây giờ chúng ta ăn trước nha. Anh có con trước nha. Selama có con thứ nhất. Tiếp con ngô cơ mà. Bên cạnh khu bán gà đó là bán bán thỏ, đây là những con thỏ màu đen rất là xinh các bạn ạ. Rồi bên cạnh nữa có một chú bán một con rắn, đây là
Cái này thì khoảng gần 3 cân, dài khoảng 2,5 m các bạn. Rắn này thì giống rắn này là giống rắn dao, dao thái. Gần 3 cân. Rắn rắn gì rồi? Thứ hai là tín đồ của chim cảnh thì chúng ta có thể đến đây thì chọn mua những con chim cảnh ưng ý. Và thêm chim cảnh ở đây thì là những chim non thôi, và chúng ta phải có nghề để chọn nó mới được đẹp. Mình xin kết thúc video tại đây nhé. Các bạn thấy hay thì cho mình xin một like và nhớ đừng quên đăng ký kênh của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn.